Tiếp tục chuyên mục chăm sóc da nhạy cảm, da mụn cùng với các sản phẩm an toàn, lành tính. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn bộ ba skincare Herbario. Thảo biết đến mấy em này là một chị bạn công ty giới thiệu cho Thảo á. Bộ ba sản phẩm này sẽ có xịt khoáng nè, sữa rửa mặt và nước tẩy trang rau má giúp cá. Đây là mỹ phẩm thuần chay Thảo mộc Việt Nam luôn, nên mấy bạn da nhạy cảm như Thảo dùng cũng yên tâm nè. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu chương trình chăm sóc da mỗi ngày nha. Đầu tiên á, Thảo sẽ dùng nước tẩy trang rau má giúp cá của Herbario. Mọi người thấy không, em này được kết cấu dạng nước tươi mát, dễ sử dụng, không gây nhờn dính hay bí da đâu. Mấy bạn da mụn á dùng cũng ok la lắm, sẽ giúp loại bỏ toàn bộ những cái lớp trang điểm vô cùng hiệu quả, kể cả những cái lớp trang điểm lâu trôi không thấm nước. Toàn bộ lớp makeup á sẽ được nhẹ nhàng loại bỏ trong vòng 3 giây mà không cần phải rửa lại bằng nước. Thảo thấy ưng ý nhất á là em này an toàn khi sử dụng toàn cả khuôn mặt luôn, ngay cả vùng xung quanh nhạy cảm như là mắt nha. Sau khi mà tẩy trang siêu sạch rồi thì mình sử dụng tiếp sữa rửa mặt nè, sẽ giúp làm sạch sâu bụi bẩn từ sâu bên trong lỗ chân lông, đặc biệt là rất phù hợp với da dầu mụn luôn. Với công thức axit acylic và sự pha trộn nhẹ nhàng của các loại thảo mộc như là rau má, nhíp cá và tràm trà, sản phẩm sữa rửa mặt hàng ngày này có đặc tính tẩy tế bào chết và giúp phá vỡ các tạp chất, mang lại cho làn da được cân bằng và khỏe mạnh hơn đó. Điểm mà Thảo cực kỳ thích ở em này á là khi dùng xong á, da được làm dịu nè, cũng như là bảo vệ làn da không có gây khô và căng nha. Cuối cùng, để thay cho lớp toner giúp cân bằng độ pH cho da, Thảo sẽ dùng xịt khoáng nha. Em này chứa nhiều vitamin và khoáng chất chống oxy hóa và kháng viêm cho làn da, dùng sướng dã man luôn mọi người ơi. Da được cấp ẩm tức thì luôn nè, không bị khô da, mềm mại và ẩm mịn. Bạn nào mà có mụn viêm á nha, sẽ giúp làm dịu đi những cái vết đỏ và sưng viêm cháy nắng tức thì luôn á. Từ ngày mà Thảo dùng bộ ba skincare của Herbario thì thấy là da cải thiện hơn rất là nhiều luôn. Da ẩm mướt cũng như là cải thiện tình trạng mụn, Thảo recommend cho mấy bạn sử dụng nha. Lên sản phẩm Thảo sẽ để ở bio nè.